Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh xin giới thiệu tới quý vị một căn nhà tại Yên Xá Tân Triều. Với căn nhà này thì được thiết kế và xây dựng độc lập, lô góc hai mặt thoáng quý vị nha. Với cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng đông nam, thiết kế 4 tầng với cái thông số nhà, diện tích là 31,4 m, mặt tiền của ngôi nhà 4m26, mặt hậu của ngôi nhà 4m86, chiều dài 1,5 m và chiều dài một cạnh là 7m52. Ngoài đọc đúng với thông số nhà trên sổ đỏ mọi người ơi. Với căn nhà này thì đường ngõ trước nhà ở đây nó khoảng tầm 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại 200m, nói chung giao thông đi lại rất là thuận tiện. Với cái phần mặt tiền 4m26 rất là thoáng, hướng nhà đông nam thì rất là mát quý vị ạ. Đặc biệt nó là lô góc thoáng được xây dựng duy nhất một căn. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà, phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 3 lớp cửa mọi người ạ. Lớp cửa đầu tiên là lớp cửa inox, lớp cửa thứ hai là lớp cửa kính cường lực và lớp cửa thứ ba đây là thiết kế lớp cửa gỗ mọi người nha. Đấy. Mọi người theo em vào vị trí cụ thể căn nhà. Với ở đây ngoài đang đứng là phần tầng 1 của ngôi nhà. Thông số nhà ngoài vừa chia sẻ rồi, 31,4 m². Căn nhà này hiện tại chủ nhà đang chào bán giá 3 tỷ 450 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên. Có hỗ trợ quý vị vay vốn ngân hàng với khách hàng nào có nhu cầu. Và căn nhà này thì sổ đỏ đầy đủ hết rồi, mọi người yên tâm. Hiện trạng của căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Phần phòng khách của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà có thiết kế cho mình một cái tủ gỗ rất là đẹp, hợp lý mọi người ạ. Tủ này thì mọi người có thể để đồ trang trí hoặc là có thể để kệ giày dép mọi người nha. Đó, hẳn là một cái căn nhà 3 lớp cửa, an ninh, an toàn, bảo vệ rất là ok với căn nhà này đúng không ạ. Phần phòng khách của ngôi nhà thì ở đây ốp cái gỗ PVC mọi người ơi. Đây, phần phòng khách của ngôi nhà, một chiếc quạt trần này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện này. Phòng khách rất là rộng bởi vì là cái phần mặt tiền của nó là 4m26, rất là thoáng. Rất là nhiều quý khách hàng của Ngọc Ánh yêu thích cái phần mặt tiền nó khoảng tầm từ 4m trở lên. Tuy nhiên thì đa phần bây giờ hiện tại chỉ có chia 3 x 10, có nghĩa là 30, 31, 32m thôi. Thì cái phần mặt tiền của nó cũng cùng lắm là chỉ được 3m2, 3m3, nhiều thì được 3m5. Cái phần mặt tiền 4m26 này hiện tại, tính đến thời điểm hiện tại ở trên kênh là cũng khá là hiếm đấy mọi người ạ. Mời người theo em vào cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây, phần phòng bếp chữ L thiết kế khá là chỉn chu. Phần tủ bếp thì thiết kế toàn bộ là tủ gỗ này. Mặt bếp thì ốp đá granite. Đồng thời ở đây thì đúng theo hiện trạng, chủ nhà có lắp cho mình một cái hút mùi này, một cái bếp từ này, một bộ xoong nồi nấu ăn này. Đấy, phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đều được thiết kế đầy đủ hết cho quý vị rồi. Đây, kệ tủ bát đây. Thiết kế khá là hài hòa, đáp ứng đầy đủ cái công năng, diện tích 31,4 m, hướng đông nam, ngoài sẽ nhắc lại với mọi người nha. Tầng 1, ngoài cái phần phòng khách và phòng bếp thì còn thiết kế một cái phòng vệ sinh nho nhỏ, đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng lavabo, bàn đá, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà, hệ thống tay vịn cầu thang đây. Như nhìn thực tế đây có như thế nào thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ y như vậy. Cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Tiếp theo, cái phần ngăn cách giữa phần phòng khách và phần cầu thang ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây cái phần này là chủ nhà ốp gạch thẻ, còn ở đây thiết kế cho mình một cái vách CNC để ngăn cách giữa phần cầu thang, nói chung khá là hài hòa vào cái không gian nhà. Cái phần mặt tiền lớn bao giờ nhìn cái căn nhà nó cũng rất là thoáng. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4 ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Ngọc Ánh xin chia sẻ với cái vị trí Yên Xá Tân Triều này thì nó rất là gần với lại một số cái bệnh viện lớn, ví dụ bệnh viện Quân y 103, bệnh viện K Tân Triều, bệnh viện Bỏng Quốc gia, bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Với cái căn nhà này thì nói tóm lại đi lại rất là gần, nó rất là gần với lại Hồ Văn Quán. Quý vị nào mà đang đi làm khu vực quận Hà Đông này, đi làm khu vực Thanh Xuân này thì căn nhà này đáp ứng đầy đủ tiêu chí cho quý vị luôn, rất là ok, gần như nó nằm ở trung tâm luôn. Đi lại mọi cái nó đều rất là đầy đủ, nó rất là nhiều cái công năng cũng như là cái giao thông tiện ích nó đều rất là chỉn chu, nó chỉ trong vòng phạm vi bán kính khoảng tầm 3 km quay đầu là đã có đầy đủ những cái tiện ích sinh hoạt cho mọi người rồi. Với cái phần thiết kế phòng ngủ này thì có một cái ô ban công hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng.
Đó, hướng đông nam nữa mọi người ạ, cho nên là mùa hè thì rất là mát. Cái phần phòng ngủ này thì cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao này. Ngoài ra ở tầng 2 còn có một phòng ngủ master phía bên trong này. Mọi người có thể nhìn thực tế phòng vệ sinh ở phía bên trong phòng ngủ. Đây, bồn cầu này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, lavabo bàn đá, và đặc biệt nhất nó là cái cửa thông thoáng đây, cửa nhà vệ sinh đây mọi người ạ, rất là thoáng, mở ra hai lớp cửa thoáng vô cùng luôn. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt. Ngoài cái phần ban công này thì còn có cả cái phần cửa sổ nữa mọi người ạ. Còn đây là cửa thông phòng, cửa gỗ mọi người ạ. Đó, và mời một theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà để xem cái ngôi nhà này tầng 3, tầng 4 có thiết kế như thế nào nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà này thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Với cái phòng ngủ này thì được lát sàn gỗ. Đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn, cửa sổ thông thoáng này, cửa sổ này, ban công này. Ban công nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng đáp ứng cho quý vị đây. Rất là thoáng. Đó. Cửa ban công thiết kế là cửa gỗ. Cửa thông phòng cũng thế. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây ạ. Đây. Cũng được thiết kế y như tầng 2, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Lavabo bàn đá rất là xinh nha mọi người. Đó. Nước điện đầy đủ rồi, căn nhà này theo hiện trạng chỉ việc dọn đồ về và ở, vị trí đi lại rất là tiện. Mời người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang, và có cả một cái quạt hút gió ở đây nữa mọi người ạ. Đó, phía cầu thang ở đây còn có một cái cửa sổ nữa mọi người nhìn thực tế nhá. Và với cái tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế đây là cái phần để máy giặt. Này, cửa sổ thông thoáng này, cầu thang đi lên trên tầng này. Và có một cái dàn phơi thông minh để phơi quần áo ở đây mọi người nha. Đấy, đây chính là cái chỗ để máy giặt và phơi quần áo. Ngoài ra tầng 4 thiết kế một cái phòng nữa. Đây, như vậy 2, 3 và 4 mỗi tầng thiết kế một cái phòng ngủ riêng mọi người. Cái này là thiết kế tùy từng công năng sử dụng của mọi người thôi. Còn mọi người có thể thiết kế tầng 4 này làm phòng thờ cũng được. Đó, tất cả các phòng Ngọc Ánh đều review chi tiết cụ thể. Với cái vị trí căn nhà này thì xung quanh dân cư vô cùng đông đúc luôn mọi người ạ. Đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp em, vô cùng đông luôn, rất là gần với trung tâm, đi lại giao thông vô cùng thuận tiện. Nó cách với trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 200m mọi người nha. Với căn nhà này ngõ không quá đông mà cũng không quá sâu, Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn. Còn vị trí để xe ô tô ấy mà mọi người muốn gửi thì cách khoảng tầm 200m. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại, với cái giá chào bán 3 tỷ 450 triệu đồng, diện tích 31,4m², vị trí là thuộc Yên Xá Tân Triều. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403, hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.